Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình tin tức và đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Quý 1 năm 2021, gần 800 người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Văn Chấn phấn đấu trồng gần 3.500 ha rừng trong năm 2021. Yên Bái đạt một giải ba tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh năm học 2020-2021. Yên Bái tăng cường kiểm tra kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn nhằm bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng. Cuối chương trình, chuyên mục Lăng kính cuộc sống sẽ giới thiệu về hiệu quả bước đầu mô hình trồng xả ở Trạm Tấu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, được triển khai từ đầu năm 2009, bảo hiểm thất nghiệp là khoản thu nhập đáng kể giúp người lao động tạm ổn định cuộc sống khi không may bị mất việc làm. Nhận thức rõ điều đó, trong quý 1 năm 2021, các cơ quan chuyên môn tỉnh Yên Bái đã phối hợp giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho gần 800 người lao động. Trong đó, riêng tháng 3 năm 2021, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái đã giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 186 người với tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp là gần 2,8 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 3 năm 2021, số người được giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh là gần 800 người với tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp hơn 9,6 tỷ đồng. Để đảm bảo kịp thời quyền lợi cho người lao động, trung tâm đã tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong việc giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tổ chức chi trả trợ cấp thất nghiệp đúng chế độ, in và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động đúng quy định. Người lao động thất nghiệp có nhu cầu tìm kiếm việc làm và học nghề đều được trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề đúng quy định của pháp luật. Trong 3 tháng, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái đã tư vấn giới thiệu việc làm cho 700 người. Hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của chính phủ, năm 2021, huyện Văn Chấn đặt mục tiêu trồng gần 3.500 ha rừng. Để đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, huyện giao chỉ tiêu cho từng xã thị trấn, tăng cường chỉ đạo trồng rừng sản xuất theo phương châm trồng hết diện tích, trồng phân tán kết hợp với trồng tập trung, đảm bảo kỹ thuật, khai thác đến đâu, trồng mới đến đó, kết hợp trồng rừng với khoanh nuôi, chăm sóc bảo vệ rừng. Để đảm bảo kế hoạch, huyện Văn Chấn đôn đốc các ngành chức năng tăng cường cử cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở kiểm tra hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng rừng với quyết tâm cao nhất, trồng cây nào tốt cây ấy, tuyên truyền vận động người dân trồng cây lâm nghiệp xã hội, các doanh nghiệp đầu tư trồng rừng. Đến nay toàn huyện trồng được trên 750 ha, chủ yếu là bồ đề, quế, keo lát. Thời gian tới, cùng với tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân về lợi ích ý nghĩa trồng rừng, chỉ đạo các xã rà soát các lô khoảnh đất rừng còn trống, các diện tích rừng sản xuất vừa khai thác để nhanh chóng phủ xanh, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái cũng như phát triển kinh tế xã hội. Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 3, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh năm học 2020-2021. Đoàn Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái đã vinh dự giành giải ba tại cuộc thi với dự án nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh cho người dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc, góp phần phát triển du lịch cộng đồng của em Hoàng Đức Minh, Phạm Mai Phương, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái. Tham gia cuộc thi, tỉnh Yên Bái có hai dự án, gồm dự án nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh cho người dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc, góp phần phát triển du lịch cộng đồng của em Hoàng Đức Minh, Phạm Mai Phương, dưới sự hướng dẫn của cô giáo Nguyễn Thị Sen. Dự án điều chế polymer dẫn điện, polyurethane, graphene, tẩm bạc và ứng dụng mô phỏng găng tay hỗ trợ người câm điếc giao tiếp của em Vũ Lê Nhật Minh, Lê Tuấn Ngọc, dưới sự hướng dẫn của cô giáo Lục Thị Hoài. Cả hai dự án đều của cô và trò trường Trung học thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái. Đây là hai dự án rất có ý nghĩa và giá trị cộng đồng, được tuyển chọn từ cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm 2020-2021. Đây là năm thứ 9 Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia trên phạm vi toàn quốc. Cuộc thi năm nay thu hút có 141 dự án đến từ 69 đơn vị với 262 học sinh tham dự. Ngày 9 tháng 3 năm 2021, tại phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ đã diễn ra đại lễ khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Ngọc Bích. Đây là ngôi chùa uy nghiêm rộng rãi tọa lạc trên mảnh đất linh thiêng với ba cây đa di sản vài trăm năm tuổi và cũng là địa điểm tưởng niệm 100 anh hùng chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Với mong muốn đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu về tín ngưỡng của người dân cũng như thuận lợi cho việc đi lại của các chư tăng Phật tử, năm 2017, chùa Ngọc Bích đã được khởi công xây dựng với muôn vàn khó khăn thách thức. Sau gần 5 năm xây dựng, ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Ngọc Bích đã hoàn thành với tổng diện tích hơn 4.000 m2, gồm 5 công trình chính là nhà Tam Bảo, nhà thờ Tổ, nhà thờ Mẫu, nhà Tứ Ân, nhà Tăng Xá Hội Trường. Tất cả các công trình đã được kiến tạo bằng đá ngọc bích của quê hương Yên Bái.
Tại buổi lễ, đại diện chư tôn đức tăng ni, chính quyền địa phương đã làm lễ hồi hướng các băng khánh thành và thực hiện nghi thức dâng hương lễ Phật trong không khí trang nghiêm, ấm tình đạo vị. Việc khánh thành đưa vào sử dụng ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Ngọc Bích sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, đồng thời khơi dậy phát huy truyền thống văn hóa của địa phương và gắn với mục tiêu xây dựng thị xã văn hóa du lịch. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên địa bàn cả nước đã xuất hiện tình trạng kinh doanh xăng giả, xăng kém chất lượng ra thị trường. Tại tỉnh Yên Bái đến thời điểm này, tuy chưa phát hiện tình trạng tiêu thụ xăng lậu, xăng giả, xăng pha trộn kém chất lượng, song các cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn nhằm bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng. Phản ánh của phóng viên thời sự. Năm 2020, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái đã kiểm tra thanh tra 24 vụ và đã xử lý 7 vụ với 11 vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu như không niêm yết giá, không niêm yết thời gian bán hàng, không có biển hiệu của đại lý bán xăng dầu, không áp dụng và duy trì hồ sơ công bố chất lượng xăng dầu tại cơ sở. Đại lý kinh doanh xăng dầu có hoạt động mua bán ngoài hệ thống phân phối xăng dầu, không gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính. Từ đầu năm 2021, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã xây dựng kế hoạch kiểm tra 30 cơ sở kinh doanh xăng dầu và thanh tra 2 doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này. Quá trình kiểm tra, kiểm soát và phối hợp với cơ quan chức năng có chuyên môn thì chưa phát hiện các trường hợp gian lận về đo lường chất lượng xăng dầu, không có tình trạng xăng dầu không rõ nguồn gốc xâm nhập vào thị trường. Bên cạnh công tác kiểm tra, kiểm soát trong lĩnh vực xăng dầu, đội quản lý thị trường số 2 còn tăng cường thực hiện công tác nắm bắt thông tin, kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, ký cam kết. Qua đó cũng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh xăng dầu. Khi phát hiện các hành vi vi phạm trong quá trình kiểm tra sẽ được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 117 cơ sở kinh doanh xăng dầu trực thuộc doanh nghiệp của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chiến Thắng. Trong đó 32 cửa hàng thuộc Công ty Xăng dầu Yên Bái cung cấp khoảng 50% thị phần trên địa bàn và 6 cửa hàng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chiến Thắng. Tổng sản lượng xăng dầu xuất bán của các đơn vị là gần 80.000 mét khối một năm. Bên cạnh việc ký cam kết chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, các đơn vị doanh nghiệp luôn xác định đảm bảo chất lượng và khối lượng là yếu tố quan trọng để kinh doanh hiệu quả, tạo niềm tin với khách hàng. Trong kinh doanh, phương thức nhập hàng thì cửa hàng Công ty Xăng dầu Yên Bái, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã thực hiện đúng theo quy trình ISO 9002, thực hiện theo các quy trình ví dụ như đo nhiệt độ tỉ trọng D15 so với chất lượng hàng hóa trên hóa đơn đúng thì chất lượng thì mới nhập được hàng. Về chất lượng hàng hóa thì nói chung là mỗi một lần khai hàng lên là đều có cái phiếu kiểm định về chất lượng của Công ty Xăng dầu khu vực 1. Một khi xuất hàng ra là đều có cái phiếu hóa nghiệm đó. Mặt hàng thời điểm vừa nhiệt độ, vừa tỉ trọng, vừa cả về chất lượng. Cùng với việc tăng cường quản lý về giá, cơ sở vật chất, trang thiết bị, các chứng chỉ nghiệp vụ, điều kiện cần và đủ để kinh doanh mặt hàng xăng dầu của các doanh nghiệp. Với vai trò là cơ quan chức năng, thời gian qua, Sở Khoa Công nghệ Yên Bái đã tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong cộng đồng các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường, đầu tư trang thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng hoạt động, thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện những trường hợp gian lận, rút túi người tiêu dùng. Sở cũng đã ban hành một cái văn bản số 188, tức là có những cái yêu cầu đối với tất cả các cơ sở kinh doanh xăng dầu là nghiêm chỉnh chấp hành, thực hiện các những quy định về đo lường về chất lượng này trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Thì cũng dự kiến là trong tháng 4 này thì sở sẽ tiến hành cho các phòng chuyên môn đấy sẽ đi khảo sát thêm và cũng lấy mẫu để gửi đi xem đánh giá về cái chất lượng xăng dầu. Cuối quý 3 hoặc đầu quý 4 đấy thì cũng sẽ tổ chức cái việc thanh tra phối hợp với lại Cục Quản lý Thị trường với lại Công an tỉnh. Và thì Sở Khoa học sẽ là chủ trì để tiến hành thanh tra trong cái lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Thế còn thì riêng cái kiểm định về cái cột đo xăng dầu ấy, thì cái này thì trung tâm kiểm định kỹ thuật chất lượng của trực thuộc sở sẽ thực hiện cái nội dung này. Thế và hàng năm vẫn có cái đi kiểm tra xem những cái việc là thực hiện của các những cái cơ sở, các cột đo có đảm bảo đúng yêu cầu hay không. Xăng giả kém chất lượng, xăng lậu không chỉ phá hoại thị trường, gây tổn thất lớn cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chân chính mà còn gây hỏng động cơ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho phương tiện giao thông.
Do đó, việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu của các cơ quan chức năng sẽ góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao chất lượng sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong cơ chế cạnh tranh hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, là người đầu tiên đưa cây sả về trồng thử nghiệm ở đất vùng cao Trạm Tấu. Sau vài năm, giờ ông Lò Văn Chanh đã nhân rộng và thành lập hợp tác xã Hương Chanh, xã Lưu, huyện Trạm Tấu, thu hút hàng trăm gia đình trồng cây sả Java lấy tinh dầu cho hợp tác xã và đem lại hiệu quả rõ rệt. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Được tham gia một số lớp tập huấn do Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức, năm 2018, ông Lò Văn Chanh, xã Lưu, huyện Trạm Tấu đã quyết định trồng thử nghiệm cây sả Java trong vườn nhà. Nhận thấy cây sả sinh trưởng phát triển tốt, phù hợp điều kiện khí hậu thổ nhưỡng, ông đi tìm hiểu thêm về cách trồng, chăm sóc và nấu tinh dầu sả. Ngay năm đó, ông Chanh đã vay vốn của Ngân hàng Nông nghiệp huyện đầu tư mua giống, vận động bà con quanh vùng trồng sả. Ông cam kết thu mua hết sản phẩm, nếu không sẽ phải đền bù 50 triệu đồng một hecta cho bà con. Dân liên kết với hợp tác xã. Còn thứ hai thì tới này cũng có ý tưởng là nếu mà dân đi được hơn 100 ha thì hợp tác xã muốn mua một bộ nồi nữa. Vâng, vừa rồi cũng mua được một bộ nồi thì hơn 200 triệu. Có sự cam kết của ông chủ hợp tác xã, người dân quanh vùng ở các xã Hát Liều, Bản Mù, Bản Công đều mạnh dạn trồng sả thay cho trồng ngô, trồng sắn và trồng lúa như trước kia. Đến nay, tổng diện tích trồng sả người dân cam kết trồng cho hợp tác xã Hương Chanh do ông Chanh làm chủ lên đến gần 60 ha, thu nhập của người dân đạt khoảng 40-50 triệu đồng một hecta một năm. Cây sả dễ trồng lại không phải chăm sóc nhiều, trong khi sản phẩm thu hoạch đến đâu đều được hợp tác xã thu mua hết đến đó. Người dân rất yên tâm phấn khởi và mong muốn được mở rộng thêm diện tích. Cây sả cũng thấy hiệu quả, không chăm phân này. Làm trồng xong thì làm cái mới làm cỏ thôi. Mới mà trồng lúa thì cả phân này, cả phun thuốc này, nó hiệu quả chỗ lấy thôi. Mong muốn này hợp tác xã này nó tiếp tục trồng tiếp nữa, nó cho nó hiệu quả nữa. Trồng cây sả Java đã cho hiệu quả tốt nên ông Chanh tiếp tục lấy thêm giống về trồng. Gia đình ông hiện cũng trồng trên 4 hecta. Đến nay khi có vốn cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, ông đã đầu tư xây dựng được xưởng chế biến tinh dầu sả. Hợp tác xã Hương Chanh do ông Chanh làm chủ thu hút 54 thành viên tham gia. Hiện nay, tuy có ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá tinh dầu có xuống thấp hơn so với trước, nhưng so với trồng nhiều loại cây trồng khác thì cây sả vẫn cho thu nhập cao hơn rất nhiều. Trước thì cũng ruộng nương, thì từ cái hôm đi tập huấn thì Liên Minh cũng thấy cái cây này thì bảo là hợp lất đấy, thì tôi mang về trồng thử. Mang về trồng thử thì thấy cũng hiệu quả, bởi vì là cây này là nó rất là hợp ở trên này. Trung bình một năm, hợp tác xã Hương Chanh chiết xuất 1,5 tấn tinh dầu sả. Thị trường tiêu thụ chủ yếu qua Trung Quốc, giá bán dao động ở mức 500 đến 600 ngàn đồng 1 kg tinh dầu sả. Hiện hợp tác xã đang làm hồ sơ đăng ký sản phẩm tinh dầu sả là sản phẩm OCOP, phấn đấu mở rộng diện tích lên 100 ha vào năm 2022, tạo thêm việc làm và thu nhập cho lao động địa phương. Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 3, khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía Đông gồm huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 23 độ. Chương trình tin tức và đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.